chỉ số đường huyết trên 10 phẩy thì có nguy hiểm hay không? Vâng, xin kính chào quý cô bác và các anh chị đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe 99 và rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong hành trình đẩy lùi bệnh tiểu đường, an tâm sống vui sống khỏe. Trong video ngày hôm nay, xin mời các bác hãy cùng chương trình tìm hiểu những nội dung chính sau đây. Ở phần thứ nhất, chúng ta hãy cùng nhau giải đáp thắc mắc của một bệnh nhân. Bác có đặt câu hỏi cho chương trình đó là: tôi bị bệnh tiểu đường mà chỉ số đường huyết đo được trên 10 phẩy thì có nguy hiểm hay không? Với trường hợp của tôi thì nên điều trị như thế nào? Xin cảm ơn chương trình. Tiếp theo, phần thứ hai, chúng ta cùng nhau tìm hiểu men gan cao khi bị bệnh tiểu đường thì cần phải làm gì? Và tiếp theo là phần thứ ba, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về top 5 loại thực phẩm giúp kiểm soát đường huyết tốt nhất mà các bác có thể bổ sung trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Và quý vị thân mến, đây đều là những thông tin và những kiến thức vô cùng quan trọng, nên các bác hãy dành trọn vẹn thời gian để theo dõi hết chương trình ngày hôm nay. Và trong quá trình theo dõi, nếu các bác gặp bất cứ câu hỏi hay ý kiến gì cần được chương trình hỗ trợ giải đáp thì vui lòng để lại số điện thoại hoặc gọi trực tiếp theo số điện thoại trên màn hình để được hỗ trợ sớm nhất. Còn ngay bây giờ, xin mời các bác hãy cùng chương trình tìm hiểu nội dung chi tiết. Ở phần 1 của chương trình thì chúng ta sẽ giải đáp thắc mắc của bệnh nhân tiểu đường. Bác có đặt câu hỏi cho chương trình đó là: tôi bị bệnh tiểu đường mà chỉ số đường huyết đo được là trên 10 mmol trên lít thì có nguy hiểm hay không? Và với trường hợp này thì tôi phải làm gì? Xin cảm ơn chương trình. Với câu hỏi của bác thì chương trình muốn hỏi là bác đo chỉ số này vào thời điểm nào? Bởi vì có hai trường hợp xảy ra như sau. Nếu như 10 mmol trên lít mà bác đo khi chưa ăn bất cứ thứ gì, tức là khi bụng đói, thì đây thực sự là một cảnh báo đỏ vì rất nguy hiểm nếu chỉ số này duy trì quá lâu. Trường hợp thứ hai, chỉ số này được đo khi bác đã ăn gì đó rồi thì đây cũng vẫn là một mức được xét vào diện khá cao. Để các bác có thể hiểu kỹ hơn, chương trình sẽ liên hệ với những trường hợp chỉ số của người bình thường như sau. Chỉ số đường huyết bình thường sau ăn 1 đến 2 giờ ở người bình thường là dưới 7,8 mmol trên lít. Tuy nhiên, đối với người đang bị tiểu đường và điều trị thì sẽ giới hạn là đường huyết khi đói là đảm bảo dưới 7 mmol trên lít, tương đương 126 mg trên decilit. Đường huyết sau ăn 2 giờ dưới 10 mmol trên lít, tương đương với dưới 180 mg trên lít nếu đang uống thuốc, còn nếu đang tiêm insulin thì phải đảm bảo dưới 7,8 mmol trên lít. Giả sử sau ăn 2 giờ, chỉ số đường huyết đo được của các bác nằm trong vùng 10 cho đến 16 mmol trên lít thì có nghĩa là đang nằm trong khoảng cao và cần uống thuốc hoặc có các biện pháp can thiệp kịp thời để hạ chỉ số này xuống ngưỡng an toàn. Lượng đường trong máu sau ăn 2 giờ tăng cao quá lâu thì sẽ rất nguy hiểm vì nó làm tăng chỉ số HbA1c, gây nên các biến chứng ở tim, mắt, thận, thần kinh. Nặng hơn thì sẽ gây ra biến chứng mù lòa, suy thận, đột quỵ, thậm chí là tử vong. Vì vậy các bác không nên xem thường. Và sau đây chương trình đưa ra một số những cái biện pháp để giúp cho các bác ổn định đường huyết tại nhà như sau. Trước hết là các bác phải bình tĩnh và xây dựng một kế hoạch thật khoa học để chúng ta chiến đấu dài hạn với căn bệnh này. Và sau đây xin mời các bác lấy ngay giấy bút để ghi chép cụ thể những nội dung chính sau. Đầu tiên là chúng ta luôn đảm bảo là phải có sẵn một chiếc máy đo đường huyết trong nhà và luôn theo dõi chỉ số đường huyết liên tục trong ngày. Các bác nhớ là giai đoạn đầu khi mà đường huyết không ổn định thì chúng ta buộc phải theo dõi hàng ngày và liên tục vào các thời điểm chính bao gồm buổi sáng khi chưa ăn gì và buổi trưa sau khi ăn khoảng 1,5 cho đến 2 giờ đồng hồ và thời điểm buổi tối trước khi đi ngủ. Hoặc các bác có thể đo vào thời điểm sau bữa ăn trưa. Nói chung, tối thiểu phải đảm bảo 3 lần trên một ngày và ghi chép tường tận vào một cuốn sổ để khi đi khám hay gặp các bác sĩ thì sẽ thuận lợi cho việc kê đơn thuốc và xây dựng hướng điều trị. Tiếp theo thì các bác cần chú ý là giờ ăn phải luôn đảm bảo đúng giờ, ăn đúng bữa và không nên thay đổi quá nhanh cơ cấu bữa ăn. Tăng lượng rau xanh trong các bữa ăn và giảm lượng tinh bột. Giảm cân nếu như các bác đang thừa cân hay béo phì. Tăng cường luyện tập. Việc kết hợp các bài tập thể chất trong ngày với chế độ ăn uống khoa học lành mạnh là bước đi đơn giản nhằm giúp cho lượng đường trong máu ở mức ổn định. Một nghiên cứu cho thấy đi bộ khoảng 2 km trên ngày có thể giúp giảm nguy cơ tử vong vì bệnh tiểu đường cũng như các rủi ro liên quan đến tim mạch. Tiếp theo là không được bỏ bữa. Một trong những cách kiểm soát đường huyết trong máu là cần ăn đúng giờ, đúng cữ. Nếu bỏ bữa, lượng đường trong máu sẽ giảm xuống và gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Ăn đúng bữa sẽ giúp cho mức insulin luôn ổn định. Bên cạnh đó là các bác cần ngủ đủ. Khi cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ, lượng đường trong máu cũng sẽ được ổn định. Nhiều bằng chứng khoa học đã chỉ ra mất ngủ ảnh hưởng lớn đến lượng đường trong máu cũng như là mức độ insulin.
Bên cạnh đó, các bác cũng cần thời gian để thư giãn như là nghe nhạc, đi bộ, thiền, yoga vân vân và được xem là những liệu pháp hữu hiệu đối với những người bệnh nhân tiểu đường. Khi mà thư giãn thì cơ thể sẽ cảm thấy sảng khoái, từ đó giúp ổn định lượng đường trong máu hơn. Tăng cường bổ sung các loại hạt và đậu. Chế độ ăn uống phong phú với các loại thực phẩm như là đậu và hạt được chứng minh là có tác dụng kiểm soát lượng đường trong máu. Đặc biệt là các bác cần phải hạn chế rượu bia. Nếu muốn kiểm soát được lượng đường trong máu thì cần cắt giảm lượng rượu tiêu thụ. Nếu uống quá nhiều thì sẽ rất gây hại cho đường huyết. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với phần 2. Giải đáp thắc mắc men gan cao khi bị bệnh tiểu đường thì cần phải làm gì? Gần đây có rất nhiều các bác bệnh nhân tiểu đường gọi tới cho chương trình để hỏi về vấn đề làm sao mà trước các bác không bị men gan cao nhưng sau khi dùng thuốc tây để điều trị tiểu đường thì một thời gian men gan lại tăng cao đến như vậy. Xin thưa với các bác, như chúng ta đều biết, dùng thuốc tây là để kiểm soát đường huyết là một biện pháp cấp tốc giúp ổn định nhanh chóng và kịp thời cho người bệnh. Tuy nhiên, khi dùng một thời gian dài và lâu thì liều lượng càng cao thì bộ gan, một cỗ máy lọc các độc tố của cơ thể không thể nào kịp xử lý nên nó sinh ra tình trạng gây tăng men gan. Nguyên nhân gây tăng men gan cũng có nhiều yếu tố, ví dụ như là thực phẩm bẩn chứa nhiều hóa chất hoặc các loại thuốc trừ sâu mà chúng ta ăn hàng ngày, rồi thì việc sử dụng rượu bia hay thuốc lá và cũng như vừa nói ở trên là dùng thuốc trong một thời gian dài điều trị. Vậy thì để giải quyết tình trạng men gan tăng cao mà các bác đang mắc bệnh tiểu đường thì cần phải thay đổi chế độ ăn uống bằng cách ăn nhiều rau, uống đủ nước mỗi ngày, nên uống nước ấm, tránh xa các loại đồ ăn dầu mỡ và rượu bia chất kích thích. Ngoài ra thì các bác nên sử dụng sản phẩm hỗ trợ từ thảo dược thiên nhiên. Và ngày hôm nay thì chương trình đặc biệt giới thiệu đến các bác một sản phẩm cực kỳ chất lượng và hiệu quả, đó là sản phẩm bổ gan Tâm Hồng Phúc. Sản phẩm bổ gan Tâm Hồng Phúc với sự kết hợp hoàn hảo từ các vị thuốc quý trong tự nhiên như là cao cà gai leo, cao diệp hạ châu, cao rau má, cao artiso, mang lại hiệu quả và sự an toàn cho người sử dụng và đã được Bộ Y tế ban hành cấp phép. Sản phẩm có các tác dụng chính như sau: hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc và bổ gan, hỗ trợ bảo vệ gan, hỗ trợ tăng cường chức năng gan, hỗ trợ hạn chế làm tổn thương các tế bào gan bị nhiễm độc và giúp giải rượu cực kỳ hiệu quả, đặc biệt là trong những dịp Tết như thế này. Và các bác biết đấy, gan là một nơi bài tiết, đào thải chất độc và ngăn chặn những tác nhân xấu ảnh hưởng đến cơ thể. Nên bảo vệ gan là việc nhất định mà ai cũng phải chú trọng, nhất là dịp Tết đến. Khi mà các bác trai thường xuyên phải rượu bia, tiệc tùng thì chúng ta chỉ cần uống 2 viên bổ gan trước khi đi tiệc là sẽ giảm thiểu rất lớn cái việc say quá mức và bảo vệ gan cho chúng ta trước khi uống rượu. Hơn nữa, dù đang mắc bệnh tiểu đường, nhưng mà sản phẩm bổ gan không ảnh hưởng gì trong quá trình các bác uống thuốc tiểu đường, thậm chí còn giúp hỗ trợ tốt hơn cho quý vị trong quá trình điều trị bệnh. Để mua sản phẩm thì các bác có thể liên hệ ngay theo số điện thoại có trên màn hình để được mua sản phẩm chính hãng các bác nhé. Và tiếp theo là một phần rất quan trọng không kém. Các bác đừng rời mắt khỏi màn hình mà hãy theo dõi ngay phần sau đây. Top 5 loại thực phẩm giúp kiểm soát đường huyết tốt nhất. Thực phẩm cho bệnh nhân tiểu đường là những món ăn có khả năng hỗ trợ giảm nhẹ triệu chứng bệnh. Người mắc bệnh cần dùng những loại thực phẩm kiểm soát bệnh tiểu đường để ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm liên quan đến tim, thận. Thực phẩm đầu tiên xin giới thiệu đó chính là các loại cá béo. Cá béo chứa nhiều axit béo omega 3 giúp giảm sự viêm nhiễm cũng như giảm thiểu nguy cơ bệnh tim và đột quỵ. Quý vị có thể bổ sung các loại cá béo như cá hồi, cá chép hay là cá thu v.v. Tiếp theo là các loại rau lá xanh. Các loại rau lá xanh là thực phẩm rất tốt cho bệnh tiểu đường. Chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ mắt và tim mạch luôn được khỏe mạnh. Những loại rau nên ăn như là rau cải bắp, bó xôi, súp lơ xanh, súp lơ trắng, mồng tơi, cải song, cải thảo, rau dền, v.v. Rất nhiều các loại rau lá xanh lành mạnh có lợi để bà con tham khảo. Thực phẩm thứ 3. Trứng. Trên thực tế, trứng có khả năng làm giảm thiểu các tác nhân gây bệnh tim, thúc đẩy chức năng kiểm soát mức đường huyết trong cơ thể. Một nghiên cứu cho biết, những người bị bệnh tiểu đường type 2 nên bổ sung mỗi ngày một quả trứng vào bữa sáng, đã có nhiều cải thiện về hàm lượng cholesterol cũng như mức đường huyết. Thứ ba, thực phẩm tốt cho bệnh tiểu đường đó là hạt chia. Hạt chia có hàm lượng lớn chất xơ, ít tinh bột đường tiêu hóa và có thể hạ huyết áp cũng như sự viêm nhiễm. Nhưng các bác chú ý,
Hạt chia khác hoàn toàn với hạt lanh, hạt é và loại hạt này bán rất nhiều ở các siêu thị lớn nên rất dễ mua và sử dụng. Mỗi ngày các bác chỉ cần dùng 1 cho đến 2 thìa cho vào canh, súp hay cháo hoặc là sữa chua thì sẽ bổ sung dinh dưỡng rất tốt, cung cấp vitamin và khoáng chất thiết yếu cho sức khỏe. Thứ 5, các loại quả hạch cũng là những thực phẩm tốt cho bệnh tiểu đường. Quả hạch có hương vị tuyệt vời lại rất bổ dưỡng. Tất cả các loại quả hạch đều chứa chất xơ và rất ít tinh bột đường tiêu hóa. Một số loại thì sẽ có chứa nhiều hơn, nên được xem là thực phẩm tốt cho người bệnh tiểu đường. Những loại quả có lợi mà các bác có thể tham khảo như là hạnh nhân, hạt bào ngư, hạt điều, hạt dẻ, hạt mắc ca, hồ đào, hạt dẻ cười hay là quả óc chó, hạt hướng dương, v.v. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và giải đáp câu hỏi chỉ số đường huyết trên 10 phẩy thì có nguy hiểm hay không? Bên cạnh đó là giải đáp thắc mắc men gan cao khi bị bệnh tiểu đường thì cần làm gì? Và đặc biệt là chương trình cũng giới thiệu đến các bác top 5 loại thực phẩm giúp kiểm soát đường huyết tốt nhất. Hy vọng rằng những thông tin và những kiến thức mà chương trình chia sẻ ngày hôm nay đã giúp cho quý cô bác và các anh chị có thêm những thông tin và những kiến thức để có thể phòng và điều trị bệnh tiểu đường ngay tại nhà. Cảm ơn các bác đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.